Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đám sức dâu về làng, họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem cho gia đình tôi đưa cô dâu qua đây, sau đây cho hai cháu để lại mật khẩu gia tiên, mời mời nhà cha. Thưa đi ở nhà gái, trước đó thì người ta chính là nhà gái thì chỉ tâm thì cũng đã chịu cái gì cũng thấm hết rồi, thì hôm nay thì nhà gái và đưa dâu về một ra, thì hôm nay về đến đây thì mẹ để mẹ đón cô dâu. Bật lễ bạn trước rồi chỉ mong muốn là bên là cô gì chú gì đó các cha què gì đó là cho không có một cái lễ làm gì hết. Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bây giờ đưa dâu qua đây đợi chút nhé, nhà cha cho dâu lên để mời cha đủ rồi. Đám sức dâu về làng, họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem con nhìn chú rể của dâu không? Con nhìn con đi.
Rồi cô đưa tay cầm lên cái phong bì giùm con cái. Đó, nhìn cô vô chú rể cô. Đó, cười lớn ra. Rồi. Rồi, vừa ở đâu? Mừng chúc quà. Ngày vui của hai em, chị có muốn quà tặng hai em, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Hôm nay ngày vui của hai em, chị có gì có món quà để cho hai đứa em làm kỷ niệm nha, trăm năm hạnh phúc, chúc trăm năm hạnh phúc. Chị Tư vô. Chị Tư nói giống cô Bảy nó nhỏ quá chị Tư. Đây hai đứa này. Đó, 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 bỏ tay luôn con. Đây là của chú Sáu. Chú Sáu mất công việc cho con về luôn. Chú Sáu gửi quà cho con. Con nhìn bên này nè. Bé nhìn chú nè con. Chú nhìn chú dạ, cảm ơn con. Chị đấy, chị yên tâm. Con gái có chị về con dâu của tôi. Nhưng mà hôm nay là con dâu tôi có dâu mình sẽ tự nhiên mình có một cái gì đó. Có thôi, chị nghe thẳng không anh? Miễn phí bớt đi. Nói nhiều với chừng cấp á. Tâm mình bắt tiếu cấp nó thôi đừng bắt. Nhà gái thì cái buổi lễ hôm nay thì nó đã hoàn thành tốt đẹp rồi, thì cũng đã xong, thì cho nên thôi bây giờ đã xong cái buổi lễ thì bây giờ mời họ nhà gái ra bàn ngồi uống nước. Rồi cái buổi chiều nó thì thường thường thì 6 giờ, nếu mà trong quy định thì 6 giờ thì có thể mình đi sớm một tí mình lên, 6 giờ mình muốn gặp tiệc thì cái bao nhiêu công việc đó thì nó cũng lúc đó về đưa cho con. Thank you.
chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên trời anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng nơi em đi về. Anh mất này đôi tay này mãi tuột về nhớ. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ. Qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau.